À chị Tố Uyên này, ăn xanh thì cung cấp protein như thế nào hợp lý ạ? Câu hỏi này rất là hay, ăn xanh thì cung cấp protein như thế nào rất hợp lý. Bây giờ Uyên ơi, nếu như mà em muốn đọc thêm về dinh dưỡng thì em nên đọc cái quyển sách đó là The China Study, là dinh dưỡng toàn diện. Ở đó nó sẽ có cung cấp cho em rất nhiều những thông tin chuyên sâu. Còn đối với chị thì chị có thể cung cấp cho em những cái thông tin sau: các loại đậu, các loại hạt, các loại ngũ cốc có hàm lượng protein rất là nhiều, ví dụ như là đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu gà, đậu nành hàm lượng protein rất là nhiều. Các loại lá rau xanh, ví dụ như lá lá spinach, lá rau bina, rau súp lơ, rau cải hay là cái hạt chia, các hàm lượng protein rất là nhiều. Hay là trong tảo biển hàm lượng protein rất là nhiều, cho nên em không lo là mình bị thiếu protein nhá, không lo bị thiếu protein. Cái quan trọng là em phải ăn cân bằng và ăn đa dạng cho chị, đấy thì em sẽ có hàm lượng protein đủ và cái cơ thể của chúng ta cũng không cần quá nhiều protein đấy ạ. Cho nên là chúng ta ăn vừa đủ thôi, ăn nhiều protein quá chúng ta cũng không hấp thụ được, nó trở thành độc tố cho cơ thể của chúng ta. Đấy là cái lý do mà chúng ta đang sống trong một cuộc sống là cứ phải ăn nhiều protein vào cho nó phát triển cơ bắp, nhưng mà đổi lại là cơ bắp chưa phát triển thì chúng ta đã bị bệnh là liên quan đến bệnh tim mạch, là bệnh huyết áp, rồi bệnh liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, ung thư, bởi vì chúng ta không áp dụng đúng đấy ạ. Chúng ta lạm dụng nó quá và từ những cái nó tốt nó thành những cái là hành độc tố, cho nên chúng ta cần phải lưu ý cái hàm lượng protein nó lành mạnh cho chúng ta ăn uống cân bằng. Mọi người nhớ bổ sung thêm từ thực vật sẽ tốt hơn đấy ạ.